Hello chú Chánh. Trời ơi, đâu gặp chú Chánh, nhớ chú Chánh quá trời quá đất luôn. Rồi, tới nhà chú Chánh nè. Trời ơi. Vô rồi, tới rồi. Xíu mà tới rồi. Này, chỉ còn một chút xíu nữa lên cầu nè, lên cầu nè. Tới nhà chú Chánh rồi. Xuống cái là tới liền á cả nhà. Đây là cái cầu gì ta? Không biết luôn. Đó, này có cái cầu nè, cầu Định Trung 2. Ở dưới có trồng dưa leo á. Trồng dưa leo dưới. Anh em nhớ xuống anh Chánh ôm Chánh liền nha. Lâu quá mới gặp anh Chánh. Sông nước này cả nhà. Bây giờ nhà xe hơi khó xíu nha. Ở xe. Cảm nha cả nhà, xe nó chạy hơi tinh thần. Đúng là về tới quê ha. Cảnh vật nhìn quá đã. Yên bình. Yên bình. Xe chạy lon lên trước nè. Xe chạy lon đang dàn trước. À, chuẩn bị qua cầu Linh Sơn. Cầu nữa. À, về quê là cầu cắt ra nhiều nước. Về đây là chỗ thiên nhiên. À, sẽ là phải nói là dưới đây bây giờ trên trước chuẩn bị tới khu đó, nó có nguyên cái dàn đèn luôn kìa, cầu Khén Bằng. À, tới cái cầu này nữa. Ôi, bên kia có cây cầu gì đẹp quá ta. Đó, cái kìa mé ta trái kìa, cái đường này đường cao tốc Cao Lãnh. Cao Lãnh đi lát đi, lát đi xiêm vải luôn. Ô, ban ngày mà thấy có đèn chớp chớp luôn á. À, đúng rồi, chớp chớp đèn để báo máy bay biết cái né. Tại nó cao mà. Thấy đụng mây luôn không? Hả? Có nhà đèn chớp chớp. Cầu lắp giò, cầu lắp giò. Cầu đây là lắp giò là cầu gì đây? Cầu Tịnh Tịnh Thới. Không phải cầu Cao Lãnh, cầu Cao Lãnh bự bự nữa. Cầu kia kìa. Đó, nó chớp chớp kìa. Cầu chớp chớp kìa. Nè, cầu chớp chớp nè. Đó, giống như cầu Vĩnh Tường vậy đó. À, không phải, cái cầu đó là cái cầu cầu Mỹ Tho hả? Không, cái cầu Vòng Cống. Ủa, mình có lên cầu đó không? Thấy giống đèn lên luôn. Lát mình đi cầu đó đó. Ủa, mình lên đó luôn hả? Mình đi ấy phải đi qua cầu Vòng Cống chứ, không phải đi phà. Đó, giờ lên. À, đã vậy. Ôi. Giờ lên đó. Không, không, mình bị tẻ rồi kìa. Ờ, tẻ rồi, đúng rồi, tẻ là mình gần tới mà quên rồi, lấy gọi chi. À, lát chiều đi đó, đó. Qua cầu Long Cấp rồi lọt Long Xuyên rồi. À, xe chị Long quẹt trước rồi đó. Rồi cả nhà nhìn thấy bộ cỏ tốt ghê không cả nhà. Rồi bắt đầu vô đường thôn quê. Vô đường thôn quê. À, phía xa xa có những cây sồi kìa nha. Đã chưa? Đó ruộng trồng lúa nè. Ồ, cái sồi nào nấy nó bự kìa. Sồi có trái không? Xuống bẻ ăn trái rồi. Ôi, vườn sồi. Quá trời sồi luôn. Ê, dính đèn đỏ nữa rồi. À, đặc biệt có cây cốc luôn nè. Ở miền quê đâu cũng thấy cây ăn trái hết ha. Ủa, hồi nãy đây là quốc lộ 30 rồi làm. Ủa, gì em đang phải. Quẹo đâu nữa kìa. Quẹo phải. Đây nó bo lại. Quỹ ban Tịnh Thới. Ủy ban Tịnh Thới hả? Ủy ban Tịnh Thới nha cả nhà. Lên thêm cái cầu nữa, cầu này cầu gì đây? Chùa Trang Nghiêm. Cầu chưa thấy tên. Tên bị bay mất màu rồi. Đường thôn quê mà đặt tên cầu nó hơi mệt rồi. Sông nước mà chút có cái cầu, chút có cái cầu. Đó, trên đường vào nhà chú Chánh ha.
nãy cái bản đồ nó không có làm cái không khí thì Phúc gần tới rồi, gần tới nhà. Không biết trong nào đây, tại vì Phúc Khang ngồi trong xe, xe đó có phải lạnh ở ngoài chứ nắng cũng nóng lắm cả nhà. Ai giống về quê tôi đường thông quê mà dạ, à, quá ai, tốt. Ở dưới chân hát cầu hát bài nghe đi nha, được về hai thôn nghe coi. Em hát nữa anh ta ngủ hết luôn à, không ai chạy xe nữa, chú Út chạy xe không nổi nữa, khổ, để chú Út chạy lát xuống đất rồi làm gì làm. Đấy. Phải nói là khu này là khu sồi hay sao chú? Chú sồi không luôn. Xứ này xứ sồi mà em nói gì vậy? Ủa xứ sồi hả? Ừ. Cao lãnh Đồng Tháp này là xứ này là sồi này sồi gì ta? Sồi gì ta? Hòa Lộc là có Hòa Lộc là phải của Đồng Tháp không? Hồi nãy chưa thấy ao sen rồi luôn đó ta. Ao sen mới đi hồi nãy mình lấy rồi mình xuống cao tốc mình quẹo trái á, ý quẹo phải á. Chứ mình quẹo trái đâu có ao sen. Hình như là bên gì? Tháp 10. Đồng Tháp 10 mới có ao sen. Bên Tháp 10. Ở bên đây hình như không chừng cũng có, nó vô trong đồng có đó. Thì có nhưng mà ít lắm, hiếm lắm. Có ao sen nhỏ thôi. Ồ. Mấy cái sồi này rất là lâu năm rồi ha. Ồ, đặc biệt có cây vú sữa đó cả nhà, cây này cây vú sữa nè. Bán gốc tiền không ấy. Ôi ôi. Ôi giời, gốc bự quá. Ôi, gốc bự ha. Tiền á, tiền nhiều tiền á. À, xe đang chạy nhanh lia máy không có kịp lia cả nhà, chóng mặt lắm. Nói thôi cả nhà. Chưa anh thấy anh Chánh đang chạy xe ra đó gì đó nha. Ở chú Chánh hả? Phải không? Phải. Ờ, giống quá mà không phải ha. Tướng chú Chánh nhiều người giống. Ủa cây này cây gì mà bự dữ thì chú biết cái gì không chú? Sao? Cái sao hả? Sao? Ây, sông nước nè, đã sắp quá rồi. Sắp tới rồi. Xe chạy từ từ lại rồi, rồi thắng rồi. Lại rồi. Ôi dạ, sắp đường luôn hả? Để quá coi. Trong đây rồi à, đây, chắc quỹ là quỹ ban xã. Quỹ ban xã Tịnh Thới. Quẹo vô qua khẩu quy quan quẹo vô hay gì nè. Chắc là bữa chú Chánh gửi định vị cho bé Ken đó, là chắc chú Chánh đang uống cà phê. Đó, chú Chánh gửi vào đây. À, giờ tới đây rồi không thấy chú Chánh đâu, gọi thôi đi tiếp. 200 mét nữa. Trời ơi cái dừa nó ngã nghiêng ngã ngửa hay ghê quá vậy ta. Đây nè cả nhà. Cái dừa xưa giờ đâu có chống góc nha. Cái dừa nè nó ngã nè. Các cây khác thì gió bự bão có chống góc chứ cây dừa là chưa nha. Nó nghiêng. Nó không ê kìa thấy chưa mày thấy chưa áo sọc kìa. Ờ thấy chưa Chánh rồi này, chú Chánh đây huyền thoại hay ở trên shop mặt nè. Ê chiếc áo huyền thoại nè rồi chú Chánh đây, chú Chánh đây. Ai ủa một chiếc xe bán tải nữa kìa. Chánh ơi ôm hùng cái anh Chánh ơi. Ờ ghê chưa ghê chưa thôi mở cửa xuống. Chánh ơi, Chánh. Hello chú Chánh. Trời ơi đâu gặp chú Chánh, nhớ chú Chánh quá trời quá đất luôn. Rồi, tới nhà chú Chánh nè. Trời ơi. Vô rồi, tới rồi. Đấy, tôi có thu vậy? Đây, tại vì tới quê chú Chánh. Tới quê nhà anh Chánh đây nha. Nướng lớn. Trời ơi, tôm càng xanh luôn, đã dữ rồi ta. À chú Chánh con tôm này tôm càng sen đúng không chú? Tôm càng xanh. Lâu lâu lúc nào anh Chánh cũng cười cười á. Ken Ken trời Ken à. Lâu gặp chú nhớ chú quá trời. Ủa đúng rồi chị. Rồi xong. Chánh nhớ em chỗ nhớ.
Ôm cho chả hung nữa kìa. Hung mà anh không cho nè. Anh hung ảnh luôn hả? Ờ, anh hung luôn mà anh cho nè.